Chào các bạn, hôm nay Ali Bình lên sẽ làm một cái video này nè, gửi đến các bạn cũng theo yêu cầu của các bạn luôn. Bình sẽ nói về một cái nhân vật này á, nói chung là rất là đặc biệt của làng bóng chuyền độ Việt Nam mình và chuyên nghiệp luôn á các bạn. Tuy chiều cao anh ấy hơi khiêm tốn nhưng mà sức bật của anh ấy rất là, phải nói rất là khủng các bạn. Và cái đẳng cấp của ảnh á, đó ảnh cũng từ dân đánh độ ra mà đi lên, từ rồi xong rồi đánh chuyên nghiệp, rồi cũng đại diện cho nước Việt Nam mình đi đánh SEA Games á các bạn. Đó thì nói ra thì các bạn cũng biết phong phanh về cái nhân vật này rồi đúng không? Anh Trọng Chim đó, một thời cũng Bình cũng tập chung với ảnh, cũng đi chơi chung với ảnh, cho nên Bình cũng hiểu về ảnh cũng nhiều đó. Cho nên hôm nay Bình theo yêu cầu của các bạn, Bình sẽ nói về cái nhân vật này đó, rất là hay, rất là đặc biệt các bạn. Và anh Trọng Chim này cũng là nỗi khiếp sợ của trong làng bóng chuyền ở miền Tây á các bạn. Hồi thời ảnh đỉnh cao á, thì hôm nay mình sẽ nói về cái sức bật của ảnh và cái cách, cái lối đánh bóng của ảnh nó ghê cỡ nào các bạn. Đó, nói chung cho ở Sài Gòn này cũng gặp về Trọng Chim, cũng nghe tiếng Trọng Chim thì các bạn cũng biết rồi đúng không, rồi cũng các trang mạng cũng có đưa về ảnh rồi đúng không. Nhưng mà các trang YouTube á thì làm về ảnh á, thì cái thời bây giờ rồi, làm về thời bây giờ rồi, còn thời của ảnh kìa nó khác xa với thời bây giờ các bạn. Hiện tại các bạn thấy các video á mà làm về ảnh á, thì hiện tại giờ ảnh xuống rồi các bạn, ảnh đánh vậy là rất là thường so với hồi đó đó. Nhưng mà hồi thời của ảnh nó khiếp cỡ nào các bạn đó. Ảnh là một thời, ảnh cũng là chung thời với anh Tấn Còi đó. Đó rồi, nói về anh Trọng Chim á, thì hồi Bình được biết ảnh á, hồi lúc mà Bình còn học sinh ở dưới quê á các bạn, thì lúc đó anh Trọng thì cũng đi chung với mấy anh em ở trên Sài Gòn nè, cũng về miền Tây đánh khắp miền Tây vậy đó, cũng có về quê của Bình đánh. Thì lúc đó là Bình nhớ cái trận đấu đó, ảnh đánh ở dưới gần nhà Bình luôn. Thì lúc đó Bình đi học xong rồi, lúc đó Bình về Bình mới vô sân bóng chơi này kia. Lúc đó Bình đánh cũng được, cũng ok so với tầm ở dưới quê là cũng ok rồi. Thì lúc đó Bình vô, Bình thấy anh Trọng mới chấp mấy anh ở dưới nhà Bình á, thì cũng 3.5, 3.0 gì đó, cũng nhiều lắm. Đánh một xíu nữa thì ông anh có mấy anh em á, có một anh ở dưới Bình á, thì chạy đi bán cộng dây chuyền luôn. Bán cộng dây chuyền luôn á anh Trọng. Thì lúc đó Bình nhớ cái kỷ niệm đó, Bình thấy anh Trọng đánh nó chấp với mấy anh đó, rồi xong ở đầu mấy thay kêu Bình vô, nhưng mà Bình đấu vô đâu, Bình thấy anh Trọng quýnh ghê quá, Bình thấy anh Trọng bật ghê quá. Cái thời đó là thời anh Trọng mới chưa đi đánh SEA Games đâu các bạn. Thời đó thì nói chung cũng thời phong độ của ảnh này, nhưng mà ảnh bật vậy là quá khiếp rồi đó. Ảnh lên á, nói chung là ảnh lên đánh nó một trắng hai trắng, nó lên vũ ở trên xuống mà ảnh vũ chéo y. Và đặc biệt anh Trọng á, Bình thấy cái đường mạnh của ảnh là cái đường y các bạn. Ai mà lên mà ảnh giật cái đường y cái là dễ trúng lắm, tốc độ với bóng với cái lực bóng rất là ghê các bạn đó. Và ảnh bật dừng dữ lắm. Bình ấn tượng nhất á, cái lần đầu đó Bình gặp ảnh á là lúc mà ảnh trắng á, có một mình ảnh nè, ảnh đứng giữa sân để tay nè đó. Tới khi mà trắng á, chuyền ở dưới quê mà hồi đó đâu có biết biên bay đâu, chuyền biên dựng không à, chuyền đứng lên cái ảnh đứng giữa ánh sàn, ảnh phóng một bước một ảnh lên đứng nè, ảnh đứng lên anh đợi người ta đánh, anh chụp ảnh bỏ lỗ. Mà anh nhảy lúc nào cũng cái ngực ảnh lên vậy nè, ảnh nhảy ghê lắm, khiếp lắm đó. Mà cái tầm đánh của ảnh thì khỏi nói, mà tới khi anh mở máy thì anh quýnh không ai trắng được, hai trắng anh quýnh giống như là không có coi trắng ra gì đó đó. Thì lần đó mình có ấn tượng với ảnh đó. Rồi một vài lần sau ảnh cũng có về, anh Trọng cũng có về đánh nữa, nhưng mà ảnh về chung với bạn ảnh đi chơi này kia rồi đánh á, thì cũng có vô đánh giao lưu với Bình. Mà Bình ở dưới thì thấy ảnh sợ rồi, tất cả ở dưới miền Tây luôn. Mà nói về bóng chuyền độ, mà nói về Trọng Chim là người ta lắc đầu nè. Bởi vì người ta thua, người ta thấy anh đánh thấy ghê quá, ốc nổi luôn mà. Bật cái gì mà có chút xíu mà bật, nhảy lên một cái mà dừng mà đứng đợi nè. Đó,
đó là một cái tài năng, một cái năng khiếu đặc biệt của ảnh á, trong làng bóng chuyền Việt Nam mình đó các bạn. Rồi đến sau này á, đến sau này thời sau này á, Bình lên Sài Gòn á thì Bình cũng nghe tiếng, cứ nghe tiếng Trọng Chim với Tấn Còi không á, cứ nghe tiếng hai người đó. Thì Trọng Chim thì mình biết, lúc đó anh Tấn Còi thì mình chưa có biết, tới khi mình tập trung với ảnh á mới mình mới biết đó. Với lại cũng đánh va chạm với ảnh một hai lần á cũng biết. Còn về anh Trọng, thì cái thời ảnh đỉnh á, tới lúc mà cái thời mà ảnh đi thì ảnh đấu chuyên nghiệp, ảnh tập cho bãi biển Tân Bình á đó, là lúc đó tập cho câu lạc bộ đại diện cho ta Nimet đó các bạn. Mình nhớ là năm 2010 2011 á, là ảnh có tập ở trong trường thể dục thể thao đó, ảnh là tuyển quốc gia mà, ảnh đại diện cho quốc gia mình để tập để thi đấu SEA Games mà. Thì cái năm đó thì ảnh tập ở trong trường thể dục thể thao thì mình cũng có vô, mình cũng có tập chung này kia với mấy ảnh đó. Thì thấy nói chung là anh Trọng bật rất là khủng các bạn à, cái thời đó đó, cái lúc đó đó đó. Rồi mình nhớ thì ảnh đâu, hình như là năm đó đó, năm 2011 cái gì đó, năm 2010 2011 gì đó, là ảnh đại diện cho Tanimet đó, thành phố Hồ Chí Minh mình đó, đi đánh giải thì ảnh vô địch bãi biển quốc gia của mình. Rồi xong ở đầu ảnh mới về trường 2 tiếp, ảnh mới tập để thi đấu SEA Games á, để chuẩn bị đội tuyển SEA Games này kia đó. Thì cái lúc đó đó là cái lúc mà mình thấy ảnh bật khủng nhất đó các bạn. Ảnh bật mà dừng, hầu như dừng rất là dừng. Rồi xong á, xong ảnh tập ở đó đó thời gian, rồi xong ảnh đi SEA Games ảnh về. Mà ảnh có 1m72 à. Các bạn nghĩ đi, các bạn nghĩ 1m72 có thể đi đánh chuyên nghiệp mà đại diện cho bóng chuyền Việt Nam mình đi thi đấu SEA Games không? Đó, thì ảnh là một cái con người đặc biệt đó các bạn. Đặc biệt về cái sức bật, về cái đẳng cấp, về trong làng bóng chuyền mình luôn đó các bạn. Đó, thời đó nó nhìn anh Trọng Chim nhìn mắc cười lắm. Ổng nhờ một chút xíu mà ảnh bật khủng lắm. Với lại cái độ đánh bóng xử lý của ảnh rất là tốt các bạn. Rồi mình cũng có nhớ một cái trận anh đánh ở quận 12 này, cũng có giao lưu với anh Trọng đó. Anh Trọng nói chung cũng thân thiện lắm rồi đó. Rồi xong đánh anh Trọng 3-4 bình, anh Trọng với ai nè cũng lâu quá rồi mình cũng không nhớ, anh Trọng với ai nè, rồi chấp 4 bình Tấn An, bình anh Tấn An, tạ hình như là tài súng là anh tú điên cái gì đó đó. Thì 3-4 mình cũng lâu quá mình nhớ, nói chung mình ấn tượng có chỉ là ảnh thôi. Lúc đó lên hai trắng, mà lúc đó trắng của mình với anh Tấn An cũng đâu có thua gì đâu, cũng đâu có thua gì, nói chung cũng ok rồi. Mà lên rồi cứ lên anh Trọng ảnh trên ảnh vũ xuống trên trắng xuống mà lỡ mà hở một trắng cái ảnh giật đường y, hoặc là ảnh quýnh đường chéo, không bao giờ mà trắng dính ảnh. Mà hầu như là cái con ảnh lên đó, ảnh lên ảnh rất là đẳng các bạn. Mà đặc biệt là cái trắng của ảnh, ảnh lên như này, ảnh lên ảnh trắng ảnh dừng, mà các bạn cũng thấy rồi đúng không? Mà thời giờ các bạn thấy thường lắm, thấy ảnh trắng giờ là so với hồi đó nó thường lắm. Ảnh trắng cũng còn tốt quá nhưng mà giờ yếu rồi, mình biết là ảnh yếu rồi đó. Ảnh lên ảnh trắng hồi đó lên đứng như nè đó, đợi mình ra tay là ảnh mới chụp, ảnh chụp còn không bỏ lỗ là ảnh chọi về à đó. Bởi vì mình nghĩ là khả năng ảnh bật trên không á, dừng khoảng 3 giây á các bạn, 2-3 giây gì đó chứ không phải là thường đâu các bạn. Bởi vì ảnh bật dừng lắm. Hồi thời lúc đó của ảnh á thì mình được biết là ảnh bật cũng tầm 3-30 á các bạn. Tầm bật của ảnh á thì 1m72 mà tầm bật cỡ đó đó, không hơn 3-30 đâu, thì tầm 3-30 đổ lại đó. Thì 1m72 mà tầm bật cỡ đó thì các bạn biết cỡ nào rồi, dừng rất là lâu các bạn, cộng thêm cái độ dừng của ảnh nữa, mà ảnh bật ảnh lên từ từ nè đó đó. Hiện tại giờ các bạn thấy ảnh bật cũng giống như vậy đúng không, nhưng mà ảnh yếu rồi, nhưng mà thật sự nói là ảnh yếu rồi đó. Còn như thời hồi trước thì các bạn thấy khủng, rất là khủng. Về miền Tây các bạn cũng biết đúng không, cứ nghe nói Trọng Chim đi, mà mấy ông mà lão tướng, mấy ông mà hồi đánh hồi xưa hồi trước á, mà từng va chạm với anh Trọng á, cứ nghe nói Trọng Chim là nó thôi đó bỏ qua đi cứ nghe nói vậy đó.
đó. Rồi về mình cũng vậy mà cứ cứ nói bóng chuyền độ hay là cứ nói là nhớ tới trọng chim không à, bởi vì ảnh hầu như là ảnh khuấy động cái cả miền Tây luôn mà các bạn, hồi thời của ảnh đó đó. Rồi lên Sài Gòn này ảnh cũng top đẳng cấp mà, ảnh là đẳng cấp mà ảnh thuộc top, cho nên là lên Sài Gòn này thời của ảnh đụng với ảnh cũng khó lắm. Thời đó mà cứ nghe trọng chim, mà thời đó thì mình được biết á là anh Trọng về sân Dạ Chúc ở quận 10 ở Hóc Môn á, thì ảnh làm mưa làm gió lắm, ảnh đấu với Cam với gì tùm lum hết nè, nói chung đẳng cấp ảnh rất là khiếp các bạn. Mà bóng chuyền mình á, nói chung là cái tài năng đặc biệt của ảnh á thì ai cũng biết hết rồi đúng không, nhưng mà về cái đẳng cấp đánh bóng của ảnh thì các bạn khỏi nói rồi đó. Hiện tại giờ các bạn xem thôi, các bạn xem trên các video này kia, YouTube mới mở đây mà, mới có đây mà, thì nói chung là thời của ảnh cũng xuống rồi, hoặc là thời của anh Tấn Còi cũng xuống rồi. Các bạn không có chứng kiến được cái lúc mà ảnh, cái thời đỉnh của ảnh đánh như thế nào đó. Đó thì ở đây mình chứng kiến, mình kể cho các bạn xem, các bạn nghe đó. Về 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 cái đó thì mình cũng sẽ kèm một vài cái video xem cho các bạn xem về cái trình độ của ảnh. Ảnh trắng hầu như là ảnh trắng lên mình nhìn mình không thấy cái tay đâu các bạn, ảnh để đâu dưới đây nè đó, tới khi mình đánh thì ảnh đưa ra cái là gục, đưa ra là gục đó. Ảnh trắng là phải nói là đẳng cấp đó. Mà nói về mức độ toàn diện của anh Trọng đó, thì mình được đánh giá là ảnh rất là toàn diện, từ công, từ trắng, từ thủ, xử lý bóng này kia là hầu như là so với mình á, so về đánh giá cá nhân của mình, bình chấm hầu như là thời của ảnh là điểm 10 hết các bạn, điểm 10 hết. Và hiện tại cũng giờ cũng cũng rất là ok đó. Về công nè thì lên thì khỏi nói, ảnh dừng một trắng thì không bao giờ đụng dấu anh của ảnh được, lên là ảnh giật, đặc biệt là mình thích cái đường y của ảnh ấy, giật cái đường y ấy, giật cái là đùng đùng liền à, ai mà lên, ai mà ỷ y mà mò mò lên là rồi đó, là ăn dấu liền đó. Còn về trắng thì khỏi nói, trắng là 10 điểm, 10 trên 20 về trắng bóng. Trắng bóng là hầu như là hiệu suất trắng bóng của ảnh một set banh là trắng chết đối phương á, là hầu như là không dưới hai ba trái, rụng rụng không à đó. Thì ảnh bật quá dừng rồi các bạn ơi, dừng lâu dữ lắm. Thời của các bạn giờ chưa không thấy đâu, thời của các bạn giờ thấy ảnh bật, so về mà tầm nhìn của mình á mà về lúc trước là thường lắm, còn chứ hồi thời đó là đỉnh lắm đó. Rồi còn về về bước một này, về thủ thì ảnh khỏi nói, ảnh này thủ cũng thuộc thuộc top đó các bạn đó. Về bước một của ảnh mà muốn phát gãy chứ bó gãy ảnh nó rất là khó. Các bạn để ý đi, mấy cái giải 44 nào á, giải 44, giải 33 nào mà có anh Trọng đi, mấy giải đó thì các bạn để ý đi, ảnh vô rồi nhất nhì nhì mà đa số là gì, đa số là nằm trong top mà đó. Thì nhiều khi các bạn không có thấy, các bạn để ý các tay đổi tiếng bây giờ thôi, nhưng mà các bạn không biết về anh Trọng. Thì hôm nay theo yêu cầu của các bạn, mình nói về anh Trọng đó đó, anh bật rất là khiếp các bạn ơi. Và cái cổ tay của anh lực lắm, cổ tay anh giữ tầm anh lên chát 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 khó thủ dữ lắm các bạn đó. Mà anh đánh hầu như là toàn là mấy cái điểm khó thủ không à, anh vét hết đường chéo là một, anh giật đường y là hai, anh giữ tầm anh dỗ, mà cái lực bóng của anh dỗ rất là mạnh các bạn, rất là hiểm đó. Rồi còn về trắng bóng thì hiệu suất trắng bóng thì phải nói là rất là ok đó. Đó anh Trọng là thuộc top hồi đó đó các bạn, chứ không phải là thường đâu nha. Vậy nhiều khi các bạn nghe cái tiếng trọng chim thôi, rồi với lại các bạn thấy hiện tại giờ anh đánh á, rồi với lại ảnh cũng công việc này kia, cũng có gia đình mà, cũng công việc này kia, ảnh cũng ít đi đánh này kia đó, cho nên các bạn không có biết về ảnh nhiều đó. Hôm nay mình lên mình nói về các bạn đó. Thật sự nếu mà thời anh Trọng còn đỉnh mà tới giờ khó ai qua anh Trọng lắm. Mình nói tới đây thôi. À, cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Rồi chào các bạn.